Chương 20: Mặt trái của tưởng tượng. Mùa xuân lại đến trái nhà xanh, mùa xuân Canada tươi đẹp nhất, thất thường và ương bướng ấy, dùng rằng đi qua suốt tháng 4 và tháng 5 trong chuỗi ngày lạnh giá trong trèo ngọt ngào, mang theo những buổi hoàng hôn ánh hồng cùng sự mầu nhiệm của hồi sinh và nảy nở. Hàng phong trên đường tình nhân rộ lên nụ đỏ và những cây dương xỉ lá xoăn nhú lên khắp bong bóng của nữ thần rừng. Trên cánh đồng hoang, đằng sau nhà ông Sila Suan, hoa tháng năm bung nở, những ngôi sao duyên dáng màu hồng, màu trắng, náu mình dưới đám lá nâu. Toàn thể học sinh có một buổi chiều vàng gom hoa và trở về nhà, trong trạng vạng trong veo, cả tay lẫn giỏ đều đầy hoa. Con rất tiếc cho những người sống ở những vùng không có hoa tháng năm, Anne nói. Diana nói có lẽ họ sẽ có gì đẹp hơn, nhưng chẳng có gì đẹp hơn hoa tháng năm được, có phải không bác Marilla? Diana cũng bảo nếu không biết chúng như thế nào thì người ta sẽ không nhớ chúng. Nhưng con nghĩ đó là điều buồn nhất trần đời. Con nghĩ đúng là thảm kịch nếu không biết hoa tháng năm là gì và không nhớ chúng, bác Marilla. Bác có biết con nghĩ hoa tháng năm là gì không, bác Marilla? Con nghĩ chúng hẳn là linh hồn của những bông hoa đã chết từ hè năm trước, và đây là thiên đàng của chúng. Nhưng hôm nay tụi con đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu, bác Marilla. Tụi con ăn trưa bên cái hố rộng phủ đầy rêu ở cạnh một cái giếng cũ, một địa điểm mới lãng mạn làm sao chứ. Charlie Sland, thách đố Artie Quillis, nhảy qua đó, và Artie nhảy vì nó không thể chịu được sự thách thức. Trong trường không ai chịu được, chuyện thách thức rất thời thượng mà. Thầy Philip tặng tất cả hoa tháng năm thầy kiếm được cho Prissy Andrews, và con nghe thầy nói, điều ngọt ngào dành cho cô gái ngọt ngào. Thầy cuỗm câu đó trong sách, con biết, nhưng nó cũng cho thấy thầy có trí tưởng tượng. Con cũng được tặng mấy bông hoa tháng năm, nhưng con đã từ chối một cách khinh bỉ. Con không thể nói cho bác biết tên người đó, vì con đã thề không bao giờ để từ đó thốt ra từ miệng mình. Chúng con tết những vành hoa tháng năm để cài lên mũ. Rồi khi đến giờ về nhà thì tụi con đi hàng đôi dọc đường, mang theo các bó và vành hoa, cùng hát bài "Nhà tôi ở trên đồi". Ôi thật đáng dùng mình, bác Marilla. Mọi người trong nhà ông Silas Loan chạy hết ra xem. Tụi con còn trên đường, ai ai cũng dừng lại nhìn. Tụi con đã khiến mọi người thật sự bị chấn động. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, làm những chuyện ngốc nghếch đến thế kia chứ. Đó là câu trả lời của bà Marilla. Sau hoa tháng năm là đến Violet và thung lũng tím nhuộm một màu tím ngăn ngắt. Anne băng qua đó đến trường bằng những bước chân cung kính và ánh mắt sùng bái như đang sải chân trên đất thánh. Không hiểu sao, con bé bảo Diana, mình thật sự chẳng còn để tâm liệu ghi liệu có ai vượt qua mình trong lớp không nữa. Nhưng khi tới trường thì hoàn toàn khác, mình lại để tâm đến chuyện đó như thường. Có rất nhiều em bên trong mình, đôi khi mình nghĩ đó là lý do mình phiền phức đến vậy. Nếu mình chỉ có một em thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng như vậy sẽ không thú vị được bằng một nửa bây giờ. Một buổi tối tháng 6, khi vườn cây ăn quả lại nở bung sắc hồng, khi những chú ếch ca vang khúc nhạc ngọt ngào trong vắt từ các đầm lầy đầu nguồn hồ nước lấp lánh, và không khí thấm đẫm mùi hương của những cánh đồng cỏ ba lá và rừng linh sam thơm, Anne ngồi bên bệ cửa sổ đầu hồi. Con bé đang học bài, nhưng trời quá tối để đọc được sách nên nó mở to mắt mơ màng, nhìn ra bên ngoài xuyên qua những nhánh nữ hoa tuyết mà một lần nữa lại phủ kín những hoa là hoa. Xét ở những chi tiết cơ bản, căn phòng nhỏ đầu hồi không hề thay đổi. Tường vẫn trắng, gối cắm kim vẫn cứng, ghế vẫn cứng ngắc và ngả vàng như tự bao giờ. Nhưng toàn bộ tính cách của căn phòng đã thay đổi. Một cá tính mới sôi nổi và căng tràn nhựa sống dường như lan khắp ngóc ngách của căn phòng, tách biệt hẳn với mớ giáo khoa, váy, ruy băng và cả cái lọ xanh bị mẻ cắm đầy hoa táo trên bàn. Cứ như thể tất cả những giấc mơ, sự thiếp ngủ và thức tỉnh của chủ thể sống động của căn phòng đã hình thành nên một dạng thể hữu hình như phi vật chất và phủ lên khắp căn phòng trống trải một lớp vải mỏng tang, huy hoàng dệt từ cầu vồng và ánh trăng. Ngay lúc đó, bà Marilla nhanh nhẹn bước vào, mang mấy cái tạp dề đi học, vừa là xong của Anne. Bà treo nó lên ghế, rồi ngồi xuống kèm theo tiếng thở hắt. Chiều hôm đó, bà dính một trận đau đầu, và dù cơn đau đã qua, nhưng bà vẫn thấy mệt rã rời, theo cách bà miêu tả. Anne nhìn bà thông cảm bằng đôi mắt trong veo. Con thật sự mong là mình có thể đau đầu thay bác Marilla,
con có thể vui vẻ chịu đựng nó vì bác. Ta chắc con đã giúp đỡ nhiều khi gánh bớt việc và để ta nghỉ ngơi. Bà Marilla nói, con có vẻ làm việc khá tốt và mắc ít lỗi hơn thường lệ. Dĩ nhiên cũng không cần phải hồ bột khăn tay của Matthew. Và khi đặt bánh vào lò để hâm nước trước bữa ăn, thì hầu hết mọi người sẽ lấy ra ăn khi nó đã đủ nóng, thay vì để nó cháy quắt thành một màu. Nhưng rõ ràng làm như vậy thì không phải là cách của con. Những cơn đau đầu luôn làm cho bà Marilla có vẻ gì đó mỉa mai. Ôi, con rất xin lỗi, Anne nói vẻ ăn năn. Con chẳng nhớ gì về cái bánh đó, từ lúc đặt nó vào lò cho đến tận bây giờ. Mặc dù theo bản năng, con cũng cảm thấy có gì đó còn thiếu trên bàn ăn. Sáng nay khi bác giao việc cho con đã rất quyết tâm rằng sẽ không tưởng tượng gì cả, chỉ chuyên tâm vào công việc thôi. Con đã làm rất tốt cho đến khi đặt bánh vào, rồi một sự cám dỗ khó cưỡng ập đến khiến con tưởng tượng mình là một nàng công chúa bị phù phép, nhốt trong tòa tháp cô đơn, và một chàng hiệp sĩ đẹp trai cưỡi trên lưng con ngựa đen như mun đang trên đường cứu con. Đó là lý do làm cho con quên cái bánh. Con không biết mình đã hồ bột cái khăn tay. Suốt lúc là quần áo, con cố nghĩ ra cái tên cho hòn đảo mới mà Diana và con tìm ra trên nhánh sông. Nơi đó đúng là hấp dẫn bậc nhất, bác Marilla ạ. Ở đó có hai cây phong và dòng sông uốn lượn vòng quanh. Cuối cùng con đột nhiên nghĩ ra hẳn sẽ rất tuyệt nếu gọi đó là đảo Victoria, vì tụi con tìm ra nó và sinh nhật của nữ hoàng. Cả Diana và con đều rất trung thành, nhưng con xin lỗi vì cái bánh và khăn tay. Con muốn hôm nay sẽ phải suôn sẻ hơn nữa, vì nó là một ngày kỷ niệm. Bác có nhớ điều gì xảy ra ngày này năm ngoái không, bác Marilla? Không, ta chẳng nghĩ ra có gì đặc biệt cả. Ôi, bác Marilla, đó là ngày con đến trái nhà xanh, con sẽ không bao giờ quên được, đó là bước ngoặt của cuộc đời con. Tất nhiên với bác thì nó có vẻ không quan trọng đến thế, con đã ở đây được một năm và con rất vui. Dĩ nhiên con cũng có rắc rối của mình, nhưng thời gian sẽ giải quyết những rắc rối mà. Bác có hối tiếc vì đã giữ con lại không, bác Marilla? Không, ta không thể nói là mình hối tiếc, Marilla nói. Bà đôi khi vẫn tự hỏi không biết mình sống thế nào trước khi em tới trái nhà xanh. Không, không hẳn là hối tiếc. Nếu con đã học xong, em, ta muốn con chạy qua hỏi bà Berry xem bà ấy có thể cho ta mượn mẫu tạp dề của Diana được không. Ôi, trời tối quá, em la lên. Tối quá sao? Mới chỉ nhập nhoạng thôi mà có trời mới biết con thường lượn lờ bên ngoài thế nào sau khi trời tối. Con sẽ sang đó vào sớm mai, Anne nói vội. Con sẽ dậy lúc mặt trời mọc và qua đó, bác Marilla. Cái gì nhập vào con vậy, Anne Shirley? Ta muốn cái mẫu đó để tối nay cắt cho xong cái tạp dề mới của con. Đi ngay đi, và nhanh nhanh vào. Vậy thì con sẽ phải đi đường vòng vậy, Anne nói, miễn cưỡng với lấy chiếc mũ. Đi đường vòng rồi phí mất nửa tiếng à? Ta không hiểu nổi con nữa. Con không thể đi qua rừng ma ám được, bác Marilla, Anne hét lên tuyệt vọng. Bà Marilla nhìn sững. Rừng ma ám? Còn có điên không? Trên thế gian này cái rừng ma ám ấy là cái quái quỷ gì vậy? Khu rừng Vân Sam bên kia sông, Anne nói trong tiếng thì thào. Vớ vẩn, trên đời này chẳng có thứ gì là rừng ma ám cả. Ai kể cho con nghe mấy chuyện đó? Không ai cả, Anne thú nhận. Diana và con chỉ tưởng tượng rằng khu rừng đó bị ám thôi. Tất cả những nơi quanh đây đều quá tầm thường. Tụi con chỉ dựng chuyện này lên cho vui thôi. Tụi con bắt đầu từ tháng 4. Một khu rừng bị ma ám thì lãng mạn biết bao, bác Marilla. Tụi con chọn rừng Vân Sam vì nó quá u ám. Ôi, tụi con tưởng tượng ra những thứ đau đớn nhất. Có một phụ nữ vận áo trắng toát đi dọc con suối vào tầm này vào buổi tối và quờ quạng thay, ú ớ rên rỉ. Bà ta xuất hiện khi có ai đó trong gia đình bị chết và hồn ma của một đứa nhỏ bị giết ám ở một góc rừng gần vùng đất hoang lười nhác. Nó bò lên phía sau bác và đặt những ngón tay lạnh giá vào bác. Như vậy đấy. Ôi, bác Marilla, cứ nghĩ đến nó làm con rùng cả mình. Rồi còn một người đàn ông không đầu đi tới đi lui trên đường và một bộ xương khô theo dõi bác từ đằng sau bụi cây. Ôi, bác Marilla, bây giờ thì dù có chuyện gì thì con cũng sẽ không đi qua rừng ma ám khi trời đã tối đâu. Con chắc chắn những thứ trắng toát sẽ thò ra từ đằng sau đám cây cối và chụp lấy con. Có ai từng nghe chuyện như vậy chưa? Bà Marilla thốt lên, nãy giờ bà ngồi sững sờ lắng nghe. Anne Shirley, có phải con muốn nói con tin vào tất cả mấy thứ nhảm nhí tinh quái do chính con tưởng tượng ra không? Không, không tin hoàn toàn ạ, Anne ấp úng. Ít nhất thì vào ban ngày con không tin, nhưng khi trời tối lại là chuyện khác, bác Marilla. Đó là lúc ma đi. Không có thứ gì gọi là ma hết, Anne.
Nhưng có mà bác. Bác Marilla, En vội la lên, còn biết những người trông thấy chúng, và đó là những người đáng kính. Charles Sloan bảo một tối, sau khi ông cậu ấy mất được một năm, bà cậu ấy nhìn thấy ông đánh bò về. Bác biết là bà của Charles Sloan không bao giờ dựng chuyện, bà ấy rất sung đạo. Cha bà Thomas bị một con cừu lừa, đầu chỉ còn dính lủng lẳng bởi một ngấn da, đuổi về tận nhà. Ông ấy bảo đó là hồn ma của người anh trai và là điềm báo ông sẽ chết trong vòng 9 ngày nữa. Khi đó thì không sao, nhưng 2 năm sau thì ông ấy chết. Vậy bác coi chuyện đó là sự thật. Và Ruby Gillis nói, Anne Shelley. Marilla kiên quyết cắt ngang, ta không bao giờ muốn nghe con nói kiểu này nữa. Ta đã ngờ là trí tưởng tượng của con sẽ lệch lạc hết cả, và đây là kết quả của nó thì ta sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào kiểu như thế này đâu. Giờ thì hãy đi ngay đến nhà Barry, và con sẽ đi qua khu rừng Vân Sam đó, chỉ là để cho con nhận được một bài học và một sự cảnh cáo thôi. Đừng bao giờ để ta nghe thấy một lời nào từ đầu con về những khu rừng ma ám nữa. En có thể mặc sức nài nỉ khóc lóc, và con bé làm thế thật vì nó thực sự sợ hãi. Tưởng tượng đã ăn sâu vào đầu óc con bé, và nó xem khu rừng Vân Sam sau khi mặt trời lặn là một nơi chết chóc. Nhưng bà Marilla không hề xoay chuyển. Con bé bước dọc con suối bằng những bước chân rụt rè của một kẻ nhìn thấy ma, và ra lệnh cho bản thân phải đi thẳng qua cầu tiến vào nơi có ánh hoàng hôn, hòng thoát khỏi những người phụ nữ than khóc và mấy con ma không đầu xung quanh. Ôi, Marilla, sao bác có thể tàn nhẫn như vậy? En sụt sùi, bác sẽ thấy thế nào nếu một thứ trắng xóa vồ lấy con rồi mang đi mất? Ta sẽ phải liều thôi, bà Marilla nói vô cảm. Còn biết ta nói, một là một, ta sẽ chữa hết cái chứng tưởng tượng đến ma quỷ của con. Đi, nhanh! En đi, thật ra con bé run rẩy vượt qua cầu, rồi liêu xiêu bước trên con đường mờ tối đáng sợ phía bên kia. En không bao giờ quên chuyến đi đó. Con bé hối hận một cách cay đắng về cái quyền hạn mà nó đã trao cho trí tưởng tượng của mình. Những con quỷ lùn trong tưởng tượng của con bé núp trong những khoảng tối xung quanh, vươn những bàn tay lạnh giá trơ xương chộp lấy cô gái bé nhỏ đang sợ chết khiếp, vốn chính là người sáng tạo ra chúng. Một mảnh vỏ bạch dương từ dưới thung lũng bay lên trên mặt đất nâu sậm của khu rừng, làm cho con bé đứng tim. Tiếng rền rĩ của hai nhánh cây già cọ vào nhau làm mồ hôi chảy thành dòng trên trán nó. Bầy dơ trong bóng tối trên đầu là cánh của những sinh vật huyền bí. Khi tới cánh đồng của ông William Bell, con bé bèn chạy băng qua, cứ như đang bị một binh đoàn áo trắng truy đuổi. Còn đến lúc đến được cửa bếp nhà Barry, nó thở không ra hơi, đến nỗi khó khăn lắm mới nói được chuyện mượn mẫu tạp dề. Dana đi vắng nên con bé không có lý do gì để chần chừ. Hành trình trở về khủng khiếp đang chờ nó đương đầu. En đi về mà mắt nhắm tịt, thà bị va vào cây còn hơn thấy những thứ trắng xóa. Rốt cuộc, khi cuối cùng cũng liêu xiêu đặt được chân lên cây cầu gỗ, nó hoàn hồn thở ra một hơi dài, run rẩy. Sao, vậy không có cái gì bắt con à? Bà Marilla nói chẳng xót thương. Ôi, bác ma, En lập cập. Từ sau chuyện này, con sẽ hài lòng với những nơi tầm thường. Chương 21, khởi đầu mới về hương vị. Thật tình trên thế giới này chẳng có gì ngoài gặp gỡ và chia ly. Như bà Lin đã nói, En buồn bã cảm thán vào ngày cuối cùng của tháng 6, đặt bảng và sách xuống bàn bếp, rồi lau đôi mắt đỏ hoe bằng chiếc khăn tay ướt sũng. Chẳng phải thật may khi con đem theo một chiếc khăn tay, bác Marilla, con đã có dự cảm phải cần đến nó mà.
Ta chưa bao giờ nghĩ con yêu quý thầy Philip đến mức cần đến hai chiếc khăn tay để lau nước mắt chỉ vì thầy ấy ra đi. Bà Marilla nói, con không cho là con khóc vì yêu quý thầy ấy. Anne suy nghĩ, con chỉ khóc vì tất cả người khác đều như vậy. Chính Ruby Gillis khởi đầu. Ruby Gillis lúc nào cũng tuyên bố là ghét thầy Philip. Nhưng khi thầy vừa đứng lên đọc bài diễn văn chia tay, thì bạn ấy òa lên khóc. Rồi tất cả lũ con gái bắt đầu khóc, hết đứa này đến đứa kia. Con đã cố kìm nén bác Marilla. Con cố nhớ đến lúc thầy Philip bắt con ngồi chung với Q, một đứa con trai. Lúc thầy ấy viết tên con lên bảng chữ cái thiếu chữ Y. Cách thầy ấy nói con là đứa dốt, chưa từng thấy ở môn địa lý và phá lên cười khi con đánh vần. Tất cả những lúc ấy thầy tỏ vẻ dọa dẫm và mỉa mai, nhưng không hiểu sao con không thể. Bác Marilla, con cũng khóc luôn. Jane Andrews nói cả tháng trời về chuyện bạn ấy sẽ mừng thế nào khi thầy Philip đi, rằng bạn ấy sẽ không đời nào nhỏ một giọt nước mắt. Ấy thế mà bạn ấy còn khóc to hơn tất cả tụi con và phải mượn khăn tay của anh mình. Dĩ nhiên là lũ con trai thì không khóc bởi vì bạn ấy không mang khăn tay, không nghĩ là sẽ cần tới. Ôi bác Marilla, thật cảm động biết bao. Thầy Philip mở đầu bài diễn văn từ giã mới hay làm sao chứ. Đã đến lúc chúng ta phải giã biệt. Thật xúc động, thầy cũng ứa nước mắt bác Marilla. Ôi con thấy có lỗi và ăn năn khủng khiếp vì tất cả những lúc nói chuyện trong lớp, vẽ hình thầy lên bảng và chọc ghẹo thầy với PC Andrews. Con có thể nói với bác, con ước gì mình là một học sinh gương mẫu như Minnie Andrews. Bạn ấy chẳng có gì phải hối lỗi. Lũ con gái khóc suốt trên đoạn đường từ trường về nhà. Carrie Sloane cứ lặp đi lặp lại vài phút một lần. Đã đến lúc chúng ta phải giã biệt. Làm tụi con òa khóc ngay khi có thể vừa vui lên chút đỉnh. Con thấy buồn lắm, bác Marilla. Nhưng người ta không thể rơi vào tận cùng tuyệt vọng khi có hai tháng hè ngay trước mắt, phải không bác Marilla? Hơn nữa, tụi con đã gặp vợ chồng ngài mục sư mới ở ga. Khi tất cả nỗi buồn về thầy Philip đã trôi đi, con không thể ngăn mình có chút hứng thú với vị mục sư mới, phải không ạ? Vợ ông ấy rất đẹp. Không hẳn là quý phái đáng yêu, dĩ nhiên nghe có vẻ không được đúng lắm nếu một vị mục sư lại có vợ đẹp quý phái đáng yêu, vì như vậy có thể làm tấm gương xấu. Bà Lin nói vợ của mục sư ở Newbridge là một tấm gương xấu vì bà ấy ăn diện quá thời trang. Vợ mục sư mới của chúng ta mặc áo muslin xanh với tay áo phồng đáng yêu và đội mũ đính hoa hồng. Jane Andrews nói, đối với vợ một mục sư thì tay áo phồng quá trần tục, nhưng con không đánh giá khắc nghiệt như vậy. Bác Marilla, vì con biết cảm giác khao khát những tay áo phồng. Hơn nữa, bà ấy mới làm vợ mục sư được một thời gian ngắn thôi, nên mọi người cũng nên thông cảm, phải không ạ? Họ sẽ ở tạm tại nhà bà Lynn cho đến khi xây xong nhà cho mục sư. Nếu như tối đó, nguyên nhân bà Marilla đi xuống nhà bà Lynn quả thật đúng như những gì bà tuyên bố là để trả lại cái khung may mượn từ mùa đông năm trước, thì sự yếu lòng dễ thương đó được hầu hết người dân Avonlea chia sẻ. Rất nhiều thứ bà Lynn đã cho mượn, đôi khi không hề hy vọng được trả lại, tối đó đều được đích thân người mượn mang đến trả. Một mục sư mới, hơn nữa lại là mục sư có vợ đi cùng, là mục tiêu hợp lý của tính hiếu kỳ trong cộng đồng dân cư của một làng quê nhỏ. An bình, hiếm có tin giật gân. Ông Benly già, mục sư theo Anne đánh giá là thiếu trí tưởng tượng, tại nhiệm ở Avonlea 18 năm. Lúc đến nhận nhiệm vụ, ông đã quá vợ và cứ thế đơn chiếc mãi. Mặc dù có tin đồn, ông đã cưới cô nọ cô kia, mỗi năm một khác. Tháng 2 vừa rồi, ông từ nhiệm và ra đi trong sự tiếc nuối của giáo dân. Hầu hết đều có tình cảm sau thời gian dài giao tiếp với vị mục sư già tốt bụng, mặc dù ông khá yếu kém trong việc diễn thuyết. Từ đó, nhà thờ Avonlea phung phí tín ngưỡng vào việc ngày nhiều ứng viên và ứng viên dự bị đến giảng kinh thử hết chủ nhật này đến chủ nhật khác. Những người này được trụ lại hoặc bị đánh rớt bởi những bề trên ở Israel. Nhưng một cô bé tóc đỏ ngồi ngoan ngoãn ở một góc ghế băng dành cho nhà Cuthbert cũng có ý kiến riêng của mình về họ và thảo luận cặn kẽ với ông Matthew. Bà Marilla luôn từ chối vì tuân thủ nguyên tắc không được phê bình mục sư dưới bất kỳ hình thức nào. Con không nghĩ ông Smith được, bác Matthew à. Đó là kết luận cuối cùng của Anne.
Bà Liên nói bài phát biểu của ông ấy quá nghèo nàn, nhưng con nghĩ thiếu sót lớn nhất của ông ấy cũng giống như của Bentley, không có trí tưởng tượng. Còn ông Terry lại tưởng tượng nhiều quá, ông ấy thả cho nó chạy rông, giống như con đã làm với chuyện rừng ma ám vậy. Hơn nữa, bà Liên nói nền tảng tôn giáo của ông ấy không được vững. Ông Gresham rất tốt bụng và rất sùng đạo, nhưng ông ấy kể quá nhiều về chuyện hài, làm cho mọi người cười nghiêng ngả trong nhà thờ. Ông ấy không đạo mạo lắm, mà người ta phải đạo mạo một chút mới làm mục sư được, phải không bác Matthew? Con nghĩ ông Marshall rõ ràng rất hấp dẫn, nhưng bà Liên nói ông ấy chưa vợ, thậm chí chưa đính hôn, bởi vì bà đã điều tra đặc biệt về ông ấy. Và bà nói không bao giờ được phép có một mục sư trẻ chưa vợ ở Anvoli, vì ông ấy có thể cưới người trong giáo xứ, và như vậy thì rắc rối lắm. Bà Liên là người biết nhìn xa trông rộng, phải không bác Matthew? Con rất vui vì họ đã gọi ông Alan, con thích ông ấy vì những bài giảng của ông ấy rất thú vị, và ông ấy cầu nguyện như thể những lời đó xuất phát từ trong tâm chứ không phải do thói quen. Bà Liên nói ông ấy không hoàn hảo, nhưng bà cũng cho rằng chúng ta không thể mong đợi có một mục sư hoàn hảo chỉ với 750 đồng một năm được. Dù sao, nền tảng tôn giáo của ông ấy khá vững vì bà đã hỏi ông ấy kỹ càng về tất cả điểm của học thuyết. Bà cũng biết cả họ hàng của vợ ông ấy, biết rằng họ đều đáng kính trọng và phụ nữ là nội trợ đảm đang. Bà Liên nói đàn ông vững đạo và đàn bà giỏi việc nhà sẽ là một kết hợp lý tưởng cho một gia đình mục sư. Mục sư mới và ông là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, gương mặt dễ gần, vẫn đang trong tuần trăng mật và tràn đầy những hoài bão tốt đẹp cho sự nghiệp của mình đã chọn. Avoli mở lòng với họ từ buổi đầu. Ai ai cũng yêu mến người đàn ông trẻ tuổi thẳng thắn vui vẻ, với những ý tưởng cao cả, và người phụ nữ nhỏ nhắn thông minh, dịu dàng, gánh vác địa vị nữ chủ nhân trong ngôi nhà của mục sư. Anne nhanh chóng cảm thấy toàn tâm toàn ý yêu quý cô Alan. Con bé đã tìm được một tâm hồn đồng điệu khác. Cô Alan đáng yêu vô cùng, nó tuyên bố vào một chiều chủ nhật. Cô ấy nhận dạy lớp con và là một giáo viên tuyệt vời. Cô ấy nói ngay là cô ấy nghĩ sẽ không công bằng khi chỉ thầy cô giáo được hỏi. Và bác biết không, Marilla, đó chính xác là điều con luôn luôn nghĩ. Cô ấy nói chúng con có thể hỏi cô ấy bất cứ câu nào chúng con thích, và con đã hỏi thật nhiều. Con vốn giỏi đặt câu hỏi mà, bác Marilla. Ta tin con. Đó là đời bình phẩm dứt khoát của bà Marilla. Ngoài Ruby Gillis thì chẳng có ai đặt câu hỏi nữa. Và bạn ấy hỏi liệu hè có chuyến picnic toàn trường ngày chủ nhật không? Con nghĩ đó không phải là một câu hỏi đúng đắn cho lắm, vì nó chẳng liên hệ gì đến bài học. Bài học về Daniel trong hang sư tử. Nhưng cô Alan chỉ cười rồi nói chắc sẽ có thôi. Cô Alan có nụ cười thật đáng yêu. Cô ấy có hai lúm đồng tiền thật thanh tú trên má. Con ước gì mình có lúm đồng tiền, bác Marilla. Con không còn gầy nhẳng như khi mới đến đây, nhưng con vẫn chưa có lúm đồng tiền. Nếu có thì biết đâu, con có thể gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cô Alan nói chúng con phải luôn cố gắng gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cô ấy nói hay biết bao nhiêu. Con chưa bao giờ nghĩ tôn giáo lại vui như vậy. Con luôn nghĩ nó thật u sầu. Nhưng cô Alan thì không, và con muốn theo đạo Thiên Chúa. Nếu con có thể trở thành người giống cô ấy, con sẽ không muốn mình giống như ông Bell giám thị. Con nói như vậy vì ông Bell là rất hư. Bà Marilla nghiêm giọng, ông Bell thực sự là người tốt. Ồ, dĩ nhiên ông ấy tốt, Anne đồng ý, nhưng ông ấy dường như chẳng thoải mái gì hết về chuyện đó. Nếu con có thể trở thành người tốt, thì con sẽ nhảy múa ca hát cả ngày vì vui mừng. Con đoán cô Alan quá lớn tuổi rồi nên không nhảy múa hát hò được, và dĩ nhiên như vậy cũng sẽ không đứng đắn cho lắm với vợ một mục sư. Nhưng con có thể nhận thấy cô ấy vui mừng được là người công giáo, và cô ấy sẽ là người công giáo. Cho dù chẳng cần làm như thế thì cô ấy vẫn được lên thiên đường. Ta nghĩ chúng ta phải mời vợ chồng cô Alan đến uống trà hôm nào đó sắp tới thôi, bà Marilla nói với vẻ trầm ngâm. Họ hầu như đã có mặt ở khắp nơi trừ nơi này. Để ta xem nào, thứ tư tuần sau sẽ là dịp tốt để mời họ. Nhưng đừng nói gì với Matthew về chuyện này. Nếu biết họ tới, bác ấy sẽ kiếm cớ hôm đó để không có nhà. Bác ấy quá quen với ông Bentley rồi, nên sẽ chẳng băn khoăn đến ông ấy. Nhưng bác ấy sẽ khó làm quen được với một vị mục sư mới. Còn vợ mục sư mới thì chắc sẽ dọa bác ấy chết khiếp. Con sẽ im như hến, Anne đảm bảo.
Nhưng ôi, bác Marilla, bác có thể để con làm một cái bánh mừng dịp này không? Con rất muốn làm gì đó cho cô Alan. Bác biết bây giờ con có thể làm một cái bánh khá ngon rồi mà. Con sẽ được làm bánh bông lan, bà Marilla hứa. Trái nhà xanh dành cả thứ hai và thứ ba chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Mời vợ chồng mục sư đến dùng trà là một nhiệm vụ nghiêm túc và quan trọng mà bà Marilla thì kiên quyết không để bất cứ bà nội trợ nào ở Anvili qua mặt. Anne phát cuồng vì phấn khích và vui sướng. Chạng vạng ngày thứ ba, con bé kể hết mọi chuyện với Dana khi hai đứa ngồi trên tảng đá đỏ lớn bên bong bóng của nữ thần rừng và tạo cầu vồng trong nước bằng những cành cây nhỏ thấm nhựa linh sam. Mọi thứ đều sẵn sàng rồi, Dana, ngoại trừ cái bánh mình sẽ làm sáng mai và món bánh quy bác Marilla nướng ngay trước giờ trà. Mình bảo đảm với cậu, Dana, rằng bác Marilla và mình bận rộn suốt 2 ngày. Thật là một trách nhiệm lớn lao khi có gia đình mục sư đến dùng trà. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải qua một kinh nghiệm thế này. Lẽ ra cậu phải ngắm cái trạm thức ăn của nhà mình, một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Nhà mình có thịt gà nấu đông và lưỡi ướp lạnh, còn có 2 loại thạch, đỏ và vàng, kem tươi và bánh chanh, bánh anh đào, 3 loại bánh quy, bánh trái cây, món mứt mận vàng nổi tiếng của bác Marilla được đặc biệt dành cho các mục sư, rồi bánh pao, bánh bông lan, bánh quy như đã nói, bánh mì cả mới lẫn cũ, phòng trường hợp mục sư đau dạ dày nên không thể ăn bánh mới. Bà Luyên nói các mục sư thường bị đau dạ dày, nhưng mình nghĩ ông Alan chưa làm mục sư đủ lâu để bị ảnh hưởng như thế. Mình cứ lạnh cả người mỗi khi nghĩ đến cái bánh bông lan của mình. Ôi, Dana, lỡ nó không ngon thì sao? Tối qua mình nằm mơ thấy một con quỷ lùn đội trên đầu cái bánh bông lan to bự rượt chạy vòng quanh. Sẽ ổn thôi mà, Dana trấn an, con bé luôn là một người bạn rất dễ chịu. Mình đảm bảo cái bánh của cậu làm cho chúng ta ăn trưa ở vùng đất hoang lười nhác 2 tuần trước cực kỳ ngon rồi. Ừ, nhưng cái bánh thường có thói quen tệ hại là sẽ trở nên dở ẹc mỗi khi ta đặc biệt muốn chúng thật ngon lành. Anne thở dài, thả một cành cây phủ nhựa rất thơm trôi bập bềnh. Tuy nhiên, mình phải tin vào Thượng Đế và cẩn thận khi bỏ bột vào. Ôi, nhìn kìa Dana, cầu vồng mới đáng yêu làm sao? Cậu có nghĩ nữ thần rừng sẽ bước ra sau khi chúng ta đi khỏi và dùng nó làm khăn choàng không? Cậu biết không có thứ gì gọi là nữ thần rừng mà, Dana nói. Mẹ Dana đã biết về vụ rừng ma ám và đùng đùng nổi giận. Hậu quả là Dana không được phép cho trí tưởng tượng bay bổng xa xôi và đừng có mà nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng một niềm tin tinh thần huyền hoặc nào đó, cho dù là đối với những nữ thần rừng vô hại. Nhưng quá dễ dàng để tưởng tượng là có, Anne nói. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình đều nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi liệu thần rừng có thật sự ngồi đó soi mình bên dòng suối chải mái tóc dài không. Đôi khi mình tìm dấu chân nàng trong những giọt sương mai. Ôi, Dana, đừng từ bỏ niềm tin của bạn về thần rừng. Buổi sáng thứ tư đã đến. Anne thức dậy từ lúc mặt trời vừa mọc vì quá phấn khích đến nỗi không ngủ được. Con bé bị cảm lạnh vì đã dập mình trong suối tối hôm trước. Nhưng ngoài bệnh phổi thì không gì có thể dập tắt nỗi hứng thú nấu nướng của con bé sáng đó. Sau bữa sáng, em bắt tay vào làm bánh. Cuối cùng rồi cũng đến lúc đóng cửa lò lại và con bé thở ra một hơi dài. Con chắc lần này con không quên gì cả, bác Marilla à. Nhưng bác nghĩ nó có nở không? Lỡ bột bánh không tốt thì sao? Con dùng bột trong hộp mới. Bà Lin nói thời buổi bây giờ không thể chắc chắn mình mua được bột bánh tốt, trong khi thứ gì cũng bị làm giả như thế. Bà Lin cũng cho rằng chính phủ phải cải thiện tình hình, nhưng bà ấy bảo chúng ta sẽ chẳng thể nào sống được đến ngày chính phủ đảng bảo thủ làm được điều đó. Bác Marilla, nếu bánh không nở thì sao? Không có nó thì chúng ta vẫn còn nhiều món lắm. Bà Marilla tỏ ra mất kiên nhẫn trước đề tài này. Tuy nhiên, cái bánh có nở và ra khỏi lò trong hình dáng nhẹ nhàng bông xốp như đán bọc vàng. Anne đỏ mặt vì vui sướng, kẹp nó với những tầng mứt đỏ và trong tưởng tượng nhìn thấy cô Alan ăn bánh rồi sẽ xin thêm miếng nữa. Tất nhiên bác sẽ dùng bộ trà đẹp nhất rồi, bác Marilla, con bé nói. Còn có thể trang trí bàn với dương xỉ và hoa hồng dại không? Ta nghĩ mấy thứ đó đều vớ vẩn cả. Bà Marilla khịt mũi, theo ý ta quan trọng là mấy thứ ăn được, chứ không phải 3 cái thứ trang trí phù phiếm. Bà Barry có trang trí bàn của bà ấy, Anne nói, không hẳn là hoàn toàn chẳng có chút tinh danh nào. Và mục sư đã trao cho bà ấy những lời khen ngợi rất tao nhã. Ông ấy nói, bữa tiệc đó vừa ngon miệng, vừa ngon mắt.
Thôi được, con thích làm gì thì làm, bà Marilla nói, kiên quyết không để bà Berry hay bất cứ ai qua mặt. Con chỉ cần chú ý chừa đủ chỗ cho đĩa và thức ăn là được. Anne nỗ lực hết sức để trang trí theo một kiểu cách mà bà Berry còn lâu mới theo kịp. Với bó hoa hồng, dương xỉ và một khiếu thẩm mỹ rất riêng, con bé mang lại cho bàn trà một vẻ đẹp khiến vợ chồng ngài mục sư vừa ngồi xuống đã khen ngợi không ngớt lời. Tất cả là do Anne làm đấy ạ, bà Marilla nói, nghiêm nghị như thường lệ, còn Anne cảm thấy nụ cười tán thưởng của cô Alan là quá đủ hạnh phúc trên đời này. Ông Matthew ngồi đó, chỉ có Chúa và Anne mới biết tại sao ông lại bị dụ dỗ tham gia vào buổi tiệc. Ông ở trong tâm trạng mắc cỡ và lo lắng đến mức bà Marilla đành tuyệt vọng mặc kệ ông. Nhưng Anne đã giúp ông kiềm chế một cách thành công, đến mức giờ ông đang ngồi bên bàn trong bộ đồ cổ cồn trắng đẹp nhất của mình, nói chuyện với mục sư bằng một thái độ không hẳn không có vẻ thích thú. Ông chẳng có lời nào với cô Alan, nhưng có lẽ đó cũng không phải là điều được trông chờ. Tất cả đều trôi qua vui vẻ như tiếng chuông đám cưới cho đến khi cái bánh ngọt của Anne được mang ra. Cô Alan vốn được mời rất nhiều lần từ chối nếm thử, nhưng bà Marilla nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Anne, bèn tươi cười nói, ôi cô phải ăn một miếng. Cô Alan, Anne làm riêng món này cho cô đấy. Nếu vậy thì tôi phải thử một miếng thôi. Cô Alan cười, tự lấy một miếng tam giác lớn, mục sư và bà Marilla cũng vậy. Cô Alan cắn một miếng to và biểu hiện kỳ cục nhất thoáng trên gương mặt. Tuy nhiên cô không có lời nào mà chỉ bình tĩnh ăn từng chút một. Bà Marilla nhìn thấy vẻ mặt đó, bèn vội nếm cái bánh. Anne Shirley, bà kêu lên, con đã cho cái quái gì vào bánh thế? Không có gì ngoài những thứ được ghi trong công thức đâu ạ, bác Marilla. Anne la lên với vẻ khổ sở, ôi có gì không ổn ạ? Ổn à, nó thật là khủng khiếp. Cô Alan, đừng ăn nữa. Anne, con tự nếm đi, con cho vị gì vào đó? Vani ạ, Anne nói, gương mặt con bé đỏ bừng vì xấu hổ sau khi nếm thử cái bánh. Chỉ có vani thôi, bác Marilla. Ôi, hẳn là do bột bánh rồi, con đã nghi ngờ bột. Bột bánh nhảm nhí gì, mang cho ta chai vani con dùng xem nào. Anne chạy như bay vào bếp, rồi trở ra với một chai nhỏ đựng lưng lửng cái thứ chất lỏng màu nâu và có dán nhãn vàng. Vani hảo hạng. Bà Marilla đón lấy, mở nắp rồi ngửi. Ôi lạy Chúa tôi, Anne, con đã nêm dầu giảm đau vào bánh rồi. Ta làm vỡ lọ dầu tuần trước và đổ phần còn lại vào hũ vani rỗng. Ta nghĩ đây phần nào cũng là lỗi của ta, lẽ ra ta phải nói trước với con. Nhưng trời ạ, chẳng lẽ con không ngửi thử à? Anne òa khóc trước sự hổ thẹn gấp đôi này. Con không thể, con bị cảm mà. Và nói xong, con bé lao lên căn phòng đầu hồi, vùi mình vào giường khóc như thể không cho ai dỗ dành. Ngay lúc đó vang lên tiếng chân, đang khẽ bước lên cầu thang rồi có người bước vào phòng. Ôi bác Marilla, Anne sụt sùi không nhìn lên, con sẽ vĩnh viễn mất mặt thôi, con sẽ không bao giờ sống nổi với chuyện này, nó sẽ bị truyền ra ngoài, mọi chuyện lúc nào cũng được đồn khắp Angoli. Dana sẽ hỏi con cái bánh thế nào và con sẽ phải kể cho bạn ấy nghe sự thật, rồi thì lúc nào con cũng sẽ bị chỉ trỏ là con bé nêm bánh bằng dầu giảm đau. Gil, lũ con trai ở trường sẽ không bao giờ ngừng cười nhạo chuyện này. Ôi bác Marilla, nếu bác có chút lòng từ bi của Chúa thì xin đừng bắt con phải xuống nhà rửa bát sau chuyện này. Con sẽ rửa chúng sau khi vợ chồng mục sư đã đi khỏi, nhưng con sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt cô Alan nữa. Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ con cố tình đầu độc cô ấy. Bà Lynn nói bà ấy biết một con bé mồ côi cố tình đầu độc người cứu mang mình, nhưng dầu này có độc đâu cơ chứ, nó được đưa vào cơ thể mà, mặc dù không qua đường bánh. Bác sẽ nói vậy với cô Alan chứ, bác Marilla. Ta nghĩ con nên ngồi dậy và tự nói với cô ấy đi. Một giọng nói vui vẻ cất lên. Em bật dậy, thấy cô Alan đứng bên giường, nhìn mình với đôi mắt tươi cười. Cô nói, vô cùng bối rối vì gương mặt bi thảm của em. Sao thế, chỉ là một lỗi tức cười mà ai cũng có thể mắc phải thôi mà. Ôi, không, chỉ có con mới phạm lỗi như thế này. Em khổ sở nói, và con muốn cái bánh đó phải thật ngon dành cho cô Alan. Ừ, ta biết, con hiểu, và ta đảm bảo với con là ta đánh giá rất cao lòng tốt cùng với sự quan tâm của con, không thua kém gì khi mọi chuyện đều ổn vậy. Nào, đừng khóc nữa, xuống nhà với ta và chỉ cho ta xem vườn hoa của con nào. Bác Cuthbert nói với ta rằng con cũng có một mảnh vườn nhỏ của riêng mình, ta cũng muốn tham quan vì ta cũng rất thích hoa.
En cho phép mình bình tĩnh và thoải mái hơn, nhủ thầm rằng quả thật chính do ý trời mà cô Alan là một tâm hồn đồng điệu. Không ai nói thêm gì về cái bánh dầu thuốc, và khi khách đã ra về, En nhận thấy mình tận hưởng buổi tối với sự thích thú nhiều hơn mong đợi, cho dù có tai nạn khủng khiếp đó. Tuy nhiên, con bé vẫn thở dài nặng nề. Bác Marilla, có phải thật tuyệt khi nghĩ rằng mai là một ngày mới, không có lỗi lầm nào không? Ta bảo đảm là con sẽ lại phạm phải cả đống lỗi thôi. Bà Marilla nói, ta chưa từng thấy ai phạm lỗi giỏi hơn con, En. Đúng vậy thật, con biết rõ chuyện đó. En buồn bã thừa nhận, nhưng bác có khi nào nhận thấy con cũng có điểm đáng động viên không, bác Marilla? Con không bao giờ phạm một lỗi hai lần. Ta không biết liệu có ích lợi gì lắm không khi con luôn phạm lỗi mới. Ôi, bác không thấy sao, bác Marilla? Phải có giới hạn về số lỗi của một người có thể vi phạm phải chứ? Và khi đã đi hết lượt rồi thì con sẽ không mắc lỗi nữa. Đó là một suy nghĩ rất dễ chịu. Thôi được rồi, tốt hơn hết con nên đem cái bánh đó cho heo ăn đi. Bà Marilla nói, chẳng ai ăn nổi nó cả, thậm chí là Jerry. Chương 22, En được mời đi dùng trà. Vậy bây giờ có chuyện gì mà mắt con lại lồi ra khỏi tròng thế kia? Bà Marilla hỏi khi En vừa chạy ra bưu điện về. Con lại khám phá ra một tâm hồn đồng điệu khác nữa à? Sự phấn khích tỏa ra quanh En như chiếc áo choàng ánh lên trong mắt, rạng người trong từng đường nét của con bé. Con bé đã nhảy múa trên đường về như một nàng tiên bay theo gió, băng qua ánh nắng êm dịu và bóng tối lười biếng của một ngày tháng 8. Không, bác Marilla, nhưng ôi, bác nghĩ sao nào? Con được mời đến nhà mục sư dùng trà chiều mai. Cô Alan gửi thư ở bưu điện cho con. Bác xem này, Marilla, cô En Shelley, trái nhà xanh. Lần đầu tiên con được gọi là cô, nó khiến con rung cả mình. Con sẽ nâng niu nó mãi mãi trong số những báu vật quý nhất của đời mình. Cô Alan nói với ta cô ấy định lần lượt mời tất cả thành viên của lớp học chủ nhật đến dùng trà. Bà Marilla rửng rưng, con không cần phải phát sốt lên như thế. Phải học cách bình thản đón nhận mọi thứ, cô bé ạ. Muốn En bình thản đón nhận mọi thứ thì chắc phải thay đổi cả bản tính của nó. Với một con người được tạo nên từ tâm hồn, lửa và xương như con bé, mọi niềm vui và đau đớn đến trong đời đều mãnh liệt gấp 3 so với bình thường. Bà Marilla cảm nhận được điều này và mơ hồ lo lắng, nhận ra tất cả thăng trầm của cuộc đời có lẽ sẽ thành gánh nặng với tâm hồn sốc nổi này, nhưng lại không hiểu được một cách thấu đáo rằng khả năng vui sống lớn lao không kém còn có thể bù đắp nhiều gấp bội. Do đó bà Marilla tin rằng mình phải có trách nhiệm rèn cho En có được một tâm hồn bình yên đơn điệu. Có điều chuyện này đối với bà cũng bất khả thi và xa lạ như ánh nắng nhảy múa dưới lòng suối cạn. Bà phải buồn bã tự nhủ rằng mình không cải thiện được tình hình nhiều lắm. Một hy vọng tha thiết hoặc một kế hoạch nào đó sụp đổ có thể đẩy En vào đau khổ tột độ, nhưng hoàn thành được, nó sẽ đưa con bé vào một thế giới hân hoan ngây ngất. Bà Marilla gần như bắt đầu cảm thấy không còn hy vọng trong chuyện nhào nặn sinh linh bơ vơ này thành con bé kiểu mẫu, cư xử điềm tĩnh và đúng mực. Nhưng bà cũng không tin rằng mình thật sự thích En trở nên như vậy hơn. Tối đó En lặng lẽ đi ngủ trong tâm trạng khổ sở vì ông Matthew nói gió đã chuyển sang hướng đông bắc và ông sợ rằng ngày mai trời sẽ mưa. Tiếng lá bạch dương quanh nhà xào xạc làm cho con bé thấp thỏm không yên, cảm giác như đó là tiếng mưa tí tách. Rồi cả tiếng gầm xa xôi vọng lại từ vịnh mà bình thường con bé vẫn lắng nghe hết sức thích thú, yêu cái giai điệu lạ lùng, âm vang mà ám ảnh đó. Bây giờ lại dường như lời cảnh báo trước cho cơn bão và thảm họa sẽ xảy đến với một cô bé đang đặc biệt trông chờ một ngày đẹp trời. En nghĩ rằng buổi sáng sẽ không bao giờ tới. Nhưng rồi mọi thứ rồi cũng phải kết thúc, ngay cả buổi tối trước ngày bạn được mời dùng trà ở nhà mục sư. Sáng hôm đó, trái với dự đoán của ông Matthew, trời lại đẹp và tinh thần của En được dịp thăng hoa đến đỉnh điểm. Ôi, bác Marilla, hôm nay trong con có điều gì đó làm con thấy yêu tất cả những người con gặp. Con bé thốt lên trong lúc rửa bát đĩa bữa sáng. Bác không biết con thấy sung sướng đến thế nào đâu. Cảm giác này tồn tại mãi thì có phải tốt không? Con tin là con có thể thành một đứa trẻ mẫu mực nếu được mời đi dùng trà mỗi ngày. Nhưng ôi, bác Marilla, đây cũng là một dịp trang trọng. Con thấy lo lắng quá,
nếu con cư xử không đúng đắn thì sao? Bác biết con chưa bao giờ được dùng trà ở nhà mục sư mà. Con không chắc mình biết hết các quy tắc xã giao, mặc dù từ khi đến đây con đã học được những quy tắc trong phép xã giao của tạp chí Family Herald. Con rất sợ nhỡ lại làm chuyện gì ngốc nghếch hoặc quên điều gì đó mà lẽ ra nên làm. Liệu có đúng khi xin thêm một phần ăn nữa nếu ta rất rất muốn không ạ? Vấn đề của con, Anne, là con nghĩ quá nhiều về bản thân. Con chỉ nên nghĩ tới cô Allen, tới những gì tốt đẹp và dễ chịu nhất với cô ấy. Bà Marilla nói, ít nhất một lần trong đời cũng đưa ra lời khuyên rất đúng đắn và xúc tích. Anne ngay lập tức nhận ra điều này. Bác nói đúng, bác Marilla, con sẽ cố không nghĩ về mình chút nào. Anne rõ ràng đã hoàn tất chuyến viếng thăm của mình mà không mắc lỗi nào nghiêm trọng về phép ngoại giao, vì con bé trở về lúc chạng vạng, dưới bầu trời cao vút, bao la rạng rỡ những đám mây hồng và vàng nghệ tây, trong tâm trạng tuyệt hảo và vui vẻ kể tất cả cho bà Marilla nghe, trong lúc đang ngồi trên tấm phản lớn bằng thạch sa đỏ ở cửa bếp, mệt mỏi tựa cái đầu xoăn vào vạt váy bằng vài bông kẻ của bà. Một cơn gió mát từ những triền đồi vân sam phía tây thổi xuống, băng qua những cánh đồng chĩu hạt và rì rào qua hàng dương. Một ngôi sao sáng treo lơ lửng trên vườn cây và đom đóm lập lòe trên đường tình nhân, bay ra bay vào giữa đám dương xỉ và bụi cây xào xạc. Anne vừa nói vừa nhìn chúng, cảm giác như gió, sao cùng đom đóm hòa trộn vào thành một thứ gì đó thật ngọt ngào và mê hoặc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ôi, bà Marilla, con đã có một khoảng thời gian say đắm nhất. Con cảm thấy mình không hề sống một cách vô ích và sẽ luôn cảm thấy như thế, ngay cả khi không bao giờ được mời đến uống trà ở nhà mục sư nữa. Khi con đến, cô Allen đón con ở cửa. Cô ấy mặc chiếc váy xinh xắn nhất bằng vải bông mịn màu hồng nhạt dài tay đến tận khuỷu với hàng tá diềm xếp nếp và trông cô ấy không khác gì thiên thần. Con thật sự nghĩ khi lớn lên con muốn trở thành vợ mục sư, bác Marilla à? Một mục sư có lẽ sẽ không quan tâm đến mái tóc đỏ của con, vì ông ấy sẽ không nghĩ đến những thứ trần tục như thế. Nhưng dĩ nhiên vợ của mục sư phải có bản tính thiện, mà con lại chẳng bao giờ được như thế, nên con đoán có nghĩ gì nữa cũng chẳng có ích gì. Có người sinh ra đã lương thiện, có người lại không, còn thuộc nhóm thứ hai. Bà Lin nói, con vốn tội lỗi từ trong trứng rồi. Cho dù có cố gắng đến thế nào, thì con cũng không bao giờ trở nên tốt đẹp như những người bản tính lương thiện, cũng na ná như với môn hình học vậy. Nhưng bác có nghĩ là cố gắng nhiều thì cũng phải được đền đáp gì chứ? Cô Alan là một trong số những người bản tính lương thiện, con vô cùng yêu quý cô ấy. Bác cũng biết như một số người, như bác Matthew và cô Alan, ta có thể yêu quý họ ngay không chút nghi ngại. Một số người khác, như bà Liên chẳng hạn, ta phải cố lắm mới yêu được. Bác biết phải yêu họ vì họ biết quá nhiều mà lại là những người hoạt động năng nổ ở nhà thờ. Nhưng lúc nào bác cũng phải nhắc mình điều đó, nếu không sẽ quên mất. Có một bạn gái khác cũng dùng trà ở nhà mục sư, đến từ trường học chủ nhật White Sand. Bạn ấy tên là Lauretta Bradley và rất dễ thương. Không hẳn là một tâm hồn đồng điệu, bác biết đấy, nhưng vẫn rất dễ thương. Chúng con đã có một buổi tiệc trà tao nhã và con nghĩ mình đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc của phép lịch sự. Sau buổi trà, cô Alan chơi đàn và hát, rồi còn bắt nhịp cho Lauretta và con hát chung. Cô Alan nói con có chất giọng tốt và sau này con phải hát trong dàn đồng ca trường chủ nhật. Bác không biết được con xúc động đến rùng mình thế nào khi chỉ mới nghĩ đến điều đó đâu. Con khao khát được hát trong dàn đồng ca trường chủ nhật giống Diana, nhưng con e rằng đó là một vinh dự mình sẽ không bao giờ đạt được. Lauretta phải về nhà sớm vì có một buổi hòa nhạc lớn ở khách sạn White Sand và chị bạn ấy tham gia biểu diễn. Lauretta nói rằng những người Mỹ ở khách sạn tổ chức hòa nhạc 2 tuần một lần để giúp đỡ bệnh viện Charlottetown và họ đề nghị rất nhiều người dân White Sand biểu diễn. Lauretta bảo bạn ấy mong có ngày mình cũng được mời. Con chỉ còn biết nhìn bạn ấy kinh ngạc. Sau khi bạn ấy đi, cô Alan và con đã tâm sự rất thân mật. Con kể hết mọi chuyện cho cô ấy, về bà Thomas với mấy cặp sinh đôi, Cathy Morris cùng với Violetta, rồi chuyện con tới trái nhà xanh và những rắc rối với môn hình học. Và bác có tin được không, bác Marilla? Cô Alan nói với con rằng cô ấy cũng rốt đặc môn hình học. Bác không biết điều đó động viên con nhiều đến thế nào đâu. Bà Liên tới nhà mục sư ngay trước khi con rời khỏi đó. Và bác biết tại sao không, Marilla? Các ủy viên quản trị vừa thuê một giáo viên mới và đó là một cô giáo.
tên cô ấy là Muri Stasi, đó chẳng phải là một cái tên lãng mạn sao? Bà Lin nói trước giờ chưa từng có giáo viên nữ nào ở Anvoli và bà ấy cho rằng đó là một đổi mới nguy hiểm. Nhưng con nghĩ thật tuyệt khi có một cô giáo và con thật không biết mình sẽ phải sống sao cho qua 2 tuần trước khi trường khai giảng. Con quá nôn nóng muốn gặp cô ấy rồi.